Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Làm thịt gà trống gầy nhất, nông dân phát hiện 25 vật thể lạ, giá trị của chúng khiến ai nấy không thể tin nổi. Một người đàn ông họ Lôi đến từ Quý Châu, Trung Quốc, trong khi làm thịt gà đã phát hiện được 25 vật thể lạ hình bầu dục màu vàng ống trong bụng gà. Nhiều người trong thôn đều cho rằng đây chính là kê bảo, một trong những vị thuốc quý theo kinh nghiệm dân gian Trung Quốc. Người đàn ông họ Lôi cho biết con gà giết thịt là gà trống gầy nhất đàn. Anh nuôi nó hơn một năm nhưng vẫn chưa tới 2 kg. Anh Lôi cho biết anh để gà ăn ngô lúa mì nhưng nó không tăng cân mà vẫn gầy sập. Lôi còn cho biết hơn chục năm nuôi gà anh chưa bao giờ gặp những viên kê bảo này. Theo những người trong làng, kê bảo có thể bán với giá tới 8 tỷ đồng. Lôi mang số kê bảo này tới một hiệu thuốc đông y, nhưng nơi đây chỉ chấp nhận trả giá 1.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,3 triệu đồng. Lôi đã từ chối vì nghĩ rằng giá trị kê bảo phải nhiều gấp vài trăm lần số tiền trên. Sau khi nhìn thấy bức hình lên mạng, một công ty ở Thượng Hải chấp nhận trả giá 330 triệu đồng một viên kê bảo, với điều kiện anh Lôi phải mang tới nơi thẩm định lại. Nếu đúng là kê bảo xịn, anh Lôi sẽ nhận được khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ, tức gần 9 tỷ đồng. Theo tờ báo địa phương, mặc dù trước đây đã có nhiều bài báo về kê bảo, nhưng thực tế vẫn chưa có những lý giải chính xác về mặt khoa học. Có người nói kê bảo là hòn sỏi mật của gà. Sau nhiều quá trình chuyển hóa sẽ có hình bầu dục, nhẹ, màu sắc thường vàng hoặc là vàng ngã nâu, bề mặt nhẵn mịn. Kê bảo được tương truyền là có giá trị làm thuốc quý nên giá thị trường của nó rất cao. Tuy nhiên, các chuyên gia y học hiện vẫn chưa khẳng định kê bảo có giá trị chữa bệnh thật hay không vì chưa có tài liệu nào nghiên cứu qua. Về nhà, cô gái dẫm trúng thứ lạ, cúi xuống nhìn sợ tái mặt. Cảm nhận rõ ràng chân đang dẫm lên thứ gì đó, cô vội cúi xuống để xem. Chẳng ngờ trước mắt lại thấy một sinh vật lạ, hình thù cực kỳ quái dị, có râu dài, có càng dài, nhiều xúc tu trơn bóng, phần bụng rất béo và có lông. Mới đây, một cô gái trẻ sau chuyến du lịch đi xa, vừa về đến nhà đã gặp trải nghiệm kinh dị. Cô gái chia sẻ, ngày hôm đó khi vừa kéo vali về đến cửa, mở cửa ra bước vào nhà, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng động giòn giả vang lên dưới chân. Cảm nhận rõ ràng chân đang dẫm lên thứ gì đó, cô vội cúi xuống để xem. Chẳng ngờ trước mắt lại thấy một sinh vật lạ, hình thù cực kỳ quái dị. Có râu dài, có càng dài, nhiều xúc tu trơn bóng, phần bụng rất béo và có lông. Hoảng hồn trước sinh vật kỳ dị này, cô gái hét ầm lên và vội nhảy ra ngoài. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô gái chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, nhắn nhủ rằng tôi chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ này. Toàn thân nó đều là những thứ kỳ dị. Có ai biết đây là loài động vật nào hay không? Chẳng lẽ là sinh vật ngoài hành tinh? Sau khi chia sẻ của cô gái được đăng tải, có người hiểu biết đã lên tiếng giải đáp. Kỳ thực, sinh vật này không phải là sinh vật ngoài hành tinh. Nó được gọi là bọ cạp roi hay bọ cạp giấm. Loài này có chân và càng rất lớn và roi không có tuyến nọc độc. Nhưng chúng có các tuyến gần phía sau bụng có thể phun ra một hỗn hợp của axit acetic và axit caprylic, cho ra một mùi giống như mùi giấm. Chính vì vậy, người ta còn gọi chúng là bọ cạp giấm. Theo tìm hiểu, mặc dù không được lòng mọi người vì vẻ ngoài quái dị, nhưng bọ cạp roi khá có ích, không chủ động tấn công con người. Là loài ăn thịt, chúng là những thợ săn về đêm và ăn chủ yếu là côn trùng, rết, các loài bọ cạp và sinh vật nhỏ ở mặt đất. Nhưng đôi khi chúng còn ăn cả sâu và sên. Con mồi bị nghiền nát giữa hai hàm răng đặc biệt bên trong của phần phù phía trước. Xét trên nhiều khía cạnh, bọ cạp roi có giá trị trong việc kiểm soát dân số của các loài gián và dế. Peace.